một cái hành vi mà sử dụng các cái chất nhằm mục đích cụ thể liên quan tình dục. Như vậy thì tất cả các chất mà ta sử dụng nó với một mục đích cụ thể hướng đến tình dục thì chúng ta đều gọi nó là kem sát hết. Đó chính là lý do vì sao mà khi mà nói về sử dụng chất, người ta phải bắt đầu phải đưa ra những cái quan điểm và luật nó đã luật hóa rồi, nhưng mà người dân chưa có biết. Và nếu người dân không đồng tình với cái luật đó, khi mà có một người trong cái cộng đồng đó mà sử dụng chất, những người xung quanh sẽ xa lánh hoặc là gợi ý hoặc là báo công an để bắt người đó. Và nếu không bắt thì sẽ coi như là không chịu. Thì cuối cùng làm áp lực thì cuối cùng người đó cũng phải đưa đi. Có nghĩa rằng là một người mà có đời sống hạnh phúc, vui vẻ, chị dễ lương cao, có chồng, có vợ, có con bình thường, họ sẽ có xu hướng không sử dụng chất. Cho dù họ thử một lần, họ cũng sẽ sao? Cũng không có không nghiện. Không có nghiện, tại vì họ không duy trì hành vi đó nữa. Này là người ta thử nghiệm trên người rồi. Mà tôi thấy là chị trong quá khứ, rất là nhiều người binh sĩ, binh lính đi viễn chinh này nọ đó, là đều phải sử dụng các cái chất morphine, là cái chất giảm đau, là thuốc để giảm đau, nhưng họ sử dụng nó như là chất để mà xoa dịu cái cảm giác, tại vì đi chiến tranh mà nó khủng khiếp lắm. Họ dùng chất đó để họ và họ nghiện morphine. Morphine chính là heroin đó. Morphine là tiền chất của heroin. Thì nhưng mà sau khi họ quay về nước, họ rời khỏi chiến tranh, họ không nghiện, họ thoát khỏi. Là tại vì sao? Tại vì cái động lực để mà duy trì đó là gì? Là cái bất ổn do chiến tranh. Họ đang đi chiến tranh, họ đang đi làm lính, nhưng mà khi họ rời khỏi thì cái bất ổn nó không còn. Họ lại từ bỏ rất là dễ. Đó, cái này nghiên cứu thấy rõ là gì? Cái sự cô đơn, cái sự bị cô lập, cái sự bất ổn đời sống tâm lý xã hội, do vụn vỡ, do đổ nát, do mất mát, tất cả những cái thứ đó nó tạo những cái vết sẹo. Và cái vết sẹo thì mỗi người sẽ có cách xử trí khác nhau trong tâm hồn của mình đó. Và có những người họ không có khả năng xử trí, và họ cũng không biết tìm đi đâu để xử trí. Họ chọn sử dụng chất để xoa dịu. Và cái lúc đó đối với họ thì nó là thuốc. Nó là liều thuốc tạm thời để họ có thể vượt qua được. Thì đó, nhưng mà cho nên là nếu như chúng ta muốn can thiệp cho một người mà sử dụng chất, chúng ta không chỉ dừng lại cái việc là cho họ thuốc hay là cho họ tiền hay là nhốt họ lại, mà chúng ta phải can thiệp để thay đổi cái bất ổn trong xã hội của họ. Chúng ta sẽ cùng với họ hỗ trợ họ để giải vượt qua cái nỗi đau đó, vượt qua cái vấn đề đó. Khi chúng ta giải quyết được, gọi là can thiệp hỗ trợ tâm lý xã hội, psychosocial support đó, ở nước ngoài nó là vậy, thì nó sẽ giúp cho người đó có những cái đủ cái năng lực để họ chữa trị cái vết thương của họ trong tâm hồn, từ họ sẽ bỏ. Và thử có những cái bệnh nhân như vậy, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta xác lập lại cho họ động lực sống nè, cho ta xây dựng lại cho họ những cái mối quan hệ xã hội bị mất đi nè, chúng ta sẽ thác lập lại những cái giá trị bản thân của họ nè, tự nhiên họ lại có xu hướng bỏ. Và như vậy thì rằng là cái quan điểm này á, nó được áp dụng và nó cho thấy cái hiệu quả, có nghĩa rằng là cái việc mà chúng ta tách họ ra khỏi đời sống cá nhân của họ có khi nó lại không phù hợp. Nhưng mà chúng ta bắt họ nhốt đi đó, và khi mà họ quay trở lại thì cuộc đời của họ nó vẫn bế tắc, nó vẫn quẩn quanh, thì họ cũng sẽ tái nghiện rất là dễ đó. Cho nên rằng là cái quan điểm này thì nếu mà ta hiểu thì chúng ta thấy là gì, mà thương họ hơn là giúp họ. Và thật ra thì giống như là cái quan điểm mà nó hơi, mình nói ra thì có thể một số người sẽ không đồng tình lắm, nhưng cái là gì, những cái con người mà họ phạm tội hay là họ phạm lỗi trong đời sống, họ là nạn nhân của xã hội đó. Xã hội đó đã có không có đủ cái không gian, hay là không có đủ cái sự chứa chấp, không đủ bao dung cho họ, cho nên họ mới như thế đó. Rồi một cái quan điểm sau cùng đó là cai nghiện thì có thể cai nghiện được, và cai nghiện cộng đồng nó có hiệu quả. Có nghĩa rằng là trước đây thì ta nghĩ là phải vô trại tập trung, phải cách đi họ rồi toàn cuộc sống bình thường cơ xã hội đó thì nó mới tốt. Nhưng mà chúng ta thấy là gì, cái vấn đề gốc rễ nó ở cái tâm lý xã hội. Như vậy thì nếu chúng ta thiết lập lại giá trị cho họ thì chúng ta phải làm sao để cho họ hiện diện trong đời sống. Và hiện nay thì cái mô hình mà cai nghiện tại cộng đồng, ví dụ như gia đình chăm sóc cho cái người nghiện đó, và nếu mà cùng đồng hành cho sự thương cảm, thì chính những cái lời khuyên, chính sự đồng hành đó là giúp cho họ vượt qua nó nhanh hơn. Thì đó là những cái quan điểm mới mà có thể nhiều người sẽ nói là ôi không được đâu. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta đều đồng lòng, và bản thân cái người sử dụng đó họ cũng hiểu như vậy, thì chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta sẽ giảm được, ít nhất là giảm được cái tác hại cho cái người sử dụng đó, và giảm được những cái hệ lụy xã hội mà nó gây ra. Nhưng mà thiệt ra từ những cái quan điểm này em mới thấy á, cho những quan điểm thì nó cũng phải đi kèm những cái kiến thức. Bản thân của người Việt cũng cần phải được dễ dàng tìm kiếm những cái kiến thức về các cái drug này hơn. Bởi vì khi mà họ có biết kiến thức về nó, họ sẽ có cái nhìn một cách gọi là trung lập hơn á anh. Em thấy là tất cả mỗi sợ đều bắt nguồn từ việc mình không biết gì hết á. Nó còn bắt nguồn từ một thứ nữa, đó là những cái ám ảnh hay là những cái hệ giá trị mà chúng ta đang có. Nhiều người hơi có cái nhìn hơi khe khắt đối với người khác,
thích phán xét hơn là chấp nhận và bao dung. Thì cái này cũng tôi nghĩ là đối với cái vấn đề này đó, thì khi mà nói ra đó thì mình không phải mình binh cho những người sử dụng chất, không phải, mình cũng không muốn ai là cái người sử dụng chất hết, nhưng mà mình phải hình dung là gì, đối với họ đó là cái liều thuốc của họ, đó là đang là cái liều thuốc của họ, và chúng ta nếu như chúng ta muốn cứu chữa họ, tức là chúng ta nghĩ rằng ta muốn cứu chữa họ, ta làm điều tốt cho họ, thì không phải ta giật cái liều thuốc đó ra khỏi cái tay họ, mà là chúng ta phải cố gắng chuyển hóa và đưa cho họ một cái liều thuốc khác. Vậy cái liều thuốc khác chưa đưa, chưa xong thì họ vẫn phải tiếp tục dùng cái liều thuốc kia. Và như vậy thì trong cái bậc cái can thiệp á, đối với cái người sử dụng chất thì người ta sẽ phân thành ba bậc. Một bậc là giảm hại, có nghĩa là làm sao để một người sử dụng chất trước mắt là họ không tổn hại sức khỏe của họ, họ không chết, họ còn sống nè. Đó, rồi họ không có bị lây nhiễm bệnh nè. Đó, rồi họ không bị suy kiệt, họ không phải nhập viện vật, tức là làm sao để bảo vệ cái con người đó đạt. Đó, đầu tiên hết. Thế này cái nói ra là thấy mọi người thấy là cái gì đây, nhiều người nhà sẽ hiểu cái này. Và trong cái nỗ lực thì đầu tiên hết phải hướng tới cái này trước đã. Bậc thứ nhất là bậc giảm hại. Đó, là nó bao gồm là gì? Những việc nào nên làm và không nên làm khi sử dụng chất. Tại vì có nhiều người sử dụng chất nhưng mà không biết chơi, chơi sai cách thì bị mệt, bị thiếu ăn, bị hụt dinh dưỡng v.v. Thì cái đó dở thì mình nên giảm. Rồi sau đó mình biết cách phòng ngừa để mình không lây bệnh này nọ. Đó, thì đó là cái bậc giảm hại, người ta gọi là can thiệp giảm hại. Cái bậc thứ hai là kiểm soát, tức là giúp cho họ tăng cường cái sự kiểm soát đối với cách chơi của họ, tức là thay đổi cái lối chơi của họ đó. Ví dụ như là đưa ra những cái thay đổi về cái cung cấp thêm kiến thức, thay đổi về cái mô thức chơi, những cái hạn chế những cái hành vi, những cái lựa chọn mà liên quan đến chất mà nó có thể gây hại. Ví dụ như họ đang sử dụng chất combo hay gì đó thì mình cũng có thể mình sẽ cách đấy. Và mình hướng tới cái việc là mình điều hòa lại cái sử dụng đó, tức là mình tăng cường cái mức độ kiểm soát của họ đối với chất. Họ sẽ làm chủ lại cái chất. Và cái bậc cao hơn là cái bậc ngưng, là bậc cai nghiện. Thì lúc bấy giờ mình hướng tới cái việc là giúp cho họ giảm tần suất sử dụng, và cuối cùng là giảm luôn cái hành vi sử dụng, tức là ngưng luôn. Như vậy thì các cái bậc như vậy đó thì nó sẽ cần thời gian. Và có những cái bậc thì mình phải làm liền, có những cái bậc cần thời gian, ở trong đó cái bậc giảm hại luôn là cái bậc làm liền. Là khi mình có cái người như vậy đó, một cái bạn của mình hoặc người thân của mình, thì đầu tiên hết, ví dụ như là mình nói về PrEP đó, ví dụ để ngừa HIV, bạn đã có chưa? Đó, để mình đưa cho bạn, là những cái việc tối thiểu mình giúp. Mình trước mắt là mình khoan chối bỏ bạn, và mình cũng khoan là phán xét là bạn mình dày thì mình không chơi nữa. Tại vì nó người kiểm soát họ vẫn có, không có tổn thương gì mình hết, cứ nói chuyện bình thường. Trừ phi là lúc mà nó đang chơi nó nói bậy thì mình ngồi mình nghe thôi, chứ mình đừng có nghe theo thôi, mình đừng có làm theo thôi, mình đừng có nghe nó dụ. Những người kiểm soát họ cũng không có xu hướng là bộc lộ ra đâu nhiều đâu, họ cũng lén chứ đâu có ai kể nhiều đâu. Và thật ra thì cái người kiểm soát họ có những cái nỗi khổ trong lòng mà họ không nói được, thì mình cũng nghe được để mình giúp, thì biết đâu được những cái lời của mình khuyên là giúp ra. Rồi thôi, có những cái khách hàng mà họ vượt qua được là nhờ những cái lời khuyên của người thân. Đó, cho nên là cái này thì mình hiểu như vậy, mình hiểu những cái quan điểm như vậy và những cái bậc chăm sóc như vậy để mình có thể mình làm cái người cái tay nối dài. Nếu mình thương bạn của mình, thương người thân của mình thì mình hãy tìm đúng những cái nơi có những cái nhìn nó đầy đủ như vậy, và qua cái trình thuyết phục thì từ từ họ sẽ giảm. Và ta hiểu là gì, một người sử dụng chất thì không phải bữa đầu là họ uống liền, ví dụ như uống bia đi thì bữa đầu là họ uống lon, bữa sau tuần sau họ uống 2 lon, rồi năm sau họ uống 3 lon, một nửa kết, năm sau nữa họ uống kết. Như vậy thì cái quá trình họ tiến đến nghiện chất thì nó cũng theo thời gian, có cái thời gian. Như vậy thì muốn bỏ thì nó cũng phải có thời gian tương ứng, chứ có nhiều người hôm nay uống bia rồi ngày mai kêu ngưng uống bia đâu được, tại vì họ đang có cái thói quen đó. Chúng ta điều chỉnh hành vi phải từ từ là cái quan trọng. Một cái người mà họ nghiện rượu nặng đó mà ngưng là họ sẽ bị hội chứng cai và thậm chí phải nhập viện, có khi tử vong luôn do thiếu bia, thiếu rượu. Nên là đối với cái này thì mình phải hiểu là người sử dụng chất thì muốn cách ly họ, tức là muốn giảm thì phải giảm dần dần, chứ đừng có đưa ra một cái áp lực làm cái ọt là không được. Thì nó có rất là nhiều những cái lời khuyên nhỏ nhỏ, những cái nguyên tắc, và tụi đó từng có ngồi á là nói chuyện với bạn đó, và có mẹ bạn đó nữa, tức là bạn đó có nói cái chuyện đó với mẹ bạn đó rồi, và mẹ bạn đó là không biết làm gì. Thế mà hai mẹ con mới gọi cho Thủ, và Thủ tư vấn cho hai mẹ con, và Thủ dặn bệnh nhân cũng giống như nãy giờ mình nói chuyện thôi đó. Và bà mẹ hiểu và thấy sự đồng cảm, và sau đó thì mình cũng gợi ý bạn nói ra cái nỗi niềm của bạn với mẹ, và sau đó thì hai mẹ con hiểu được nhau, và sau đó thì hai mẹ con cùng nắm tay nhau và vượt qua được cái cám dỗ đó. Nhưng nếu mà chúng ta đi đúng con đường đó thì chúng ta sẽ cứu được không phải chỉ một người, mà là một cái quan hệ, một cái xã hội đó, một cái nhóm đó, là cái không cần community nó lớn quá, một cái gia đình đó, cái community của họ, cái người sử dụng chất, cái cộng đồng của người sử dụng chất.